vậy ra. Thì mình sẽ thử một người lên nhìn. Nghe đi. Thì bây giờ cái gì mình đi làm ấy thì là phải đúng. Ok, thì hôm nay team Tiên Vũ chúc tất cả khách hàng một năm mới sẽ có nhiều thành công hơn, cũng như là Happy New Year, chúng ta sẽ có một cái tinh thần đón 2022 và chúng ta sẽ thoải mái hơn và chúng ta sẽ phấn đấu hơn. Ok, thì ngoài ra, ngoài việc Tiên Vũ Audio chúc mọi người, thì tất cả các thành viên trong team của Tiên Vũ cũng muốn gửi lời chúc với khách hàng trong năm 2021 vừa qua. Xin chúc mọi người và quý đối tác luôn hạnh phúc và vui vẻ, gọi là sung sức như hổ. Chúc quý khách hàng ở đây của mình sẽ được an khang. Chúc quý khách hàng sẽ luôn thịnh vượng và sự như ý. Cũng chúc tất cả quý vị phát tài mà sự sinh hải kiện không. Kính chúc quý khách hàng của Thiên Vũ luôn tấn tài tấn lộc. Kính chúc quý khách hàng của Thiên Vũ năm mới được vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe. Để Thiên Vũ có được như ngày hôm nay thì tụi em chúc quý khách hàng một năm mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe. Ok, Khánh. Xin kính chúc quý khách hàng của Thiên Vũ một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công và rất là nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Ok, Dây. Chúc quý khách hàng một năm mới tấn tài tấn lộc. Kính chúc quý khách hàng năm 2022 sẽ có một năm thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trong công việc. Yeah, Happy New Year. Kính chúc quý khách hàng một năm mới phát tài phát lộc, thuận lợi và dưới. Kính chúc quý khách hàng đồng hành cùng Thiên Vũ luôn luôn phát tài vạn sự như ý và luôn tài lộc đầy nhà. Xin lỗi mọi người, thằng này mới mới trong điện máy xanh. Cảm ơn khách hàng đã gắn bó với Thiên Vũ trong mấy những năm nay. Thì nhân dịp xuân về thì chúc mọi người có một mùa xuân ấm áp bên gia đình, và cũng như là giữ được sức khỏe, và cũng như là những 2000 years nhiều niềm vui, cũng như là đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Ok, rồi. Ok, mọi người cùng chúc nhau cái này Happy New Year nè. 1 2 3 Happy